Thì hôm nay bây giờ sẽ khui quà sinh nhật của bé Vàng nha mọi người ơi. Thầy có biết đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Ui. Là của bạn Quỳnh Thi yêu dấu. Tiếp theo là cái nó mấy nghìn lớp rồi. Thấy chưa? Rất là đẹp nha mọi người. Ủa cái gì nè? Quá đẹp luôn, còn gì bằng. Nhìn đẹp ha. Một hộp màu. Quá là đẹp luôn. Trời ơi, cảm ơn bao nhiêu nha. Này. Sao ta? Đó, ri băng rồi. Trời ơi. Cặp nè mọi người ơi. Quá nhiên mặt quá đây. Trời ơi, vậy là năm sao khỏi còn phải lo giữ cặp rồi. Cảm ơn các bạn nha. Đây là toàn bộ quà sinh nhật của bé Vàng nè. Cảm ơn các bạn nhỏ.